Sống đúng, sống đẹp. Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2020. Đọc 8 lời này. Đừng coi thiện lương của người khác là yếu đuối, bởi đó là một loại độ lượng. Đừng coi khoan dung của người khác là nhu nhược, bởi đó là một loại từ bi. Những người phong thái cao không dễ dàng nổi cáu, nhưng không có nghĩa là họ không biết nổi cáu. Người tính khí nhạt nhẽo chỉ tỏ ra hồ đồ, nhưng không có nghĩa là họ không có giới hạn chịu đựng. Tình cảm không thể qua loa lấy lệ, cũng giống như tấm lòng thành không thể bị đem ra làm trò đùa. Duyên tới không nên khinh nhẹ mà bỏ qua, duyên đi cũng đừng bi lụy mà nuối tiếc. Hãy dùng tình cảm để đáp lại tình cảm, đó mới là tình cảm thật sự. Yêu thương bình đẳng với tất cả mọi người mới thật sự đắc được nhân tâm. Dưới đây, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn bài viết đọc 8 lời này. Đọc 8 lời này mỗi tối trước khi đi ngủ, có thể thay đổi cuộc sống của bạn nên tốt hơn, sống đúng, sống đẹp hơn. Mời bạn cùng lắng nghe, cùng đọc và chia sẻ. Lời thứ nhất, tùy duyên. Đời người giống như một tách trà, đầy cũng tốt mà vơi cũng được, cần gì phải tranh giành ngược xuôi. Đậm cũng thơm ngon mà nhạt cũng nồng nàn, bởi hữu xạ tự nhiên hương, nên tự bản thân đã có hương vị rồi, cần gì phải thêm mắm thêm muối, cần gì phải nổ, cần gì phải lấy tiếng. Vội cũng vậy mà chậm cũng thế, cớ sao ta cứ phải muộn phiền. Nóng cũng được mà lạnh cũng vậy, bởi tất cả chỉ như một nụ cười thoáng qua. Đời người ta bởi để ý nên mới đau khổ, bởi nghi ngờ nên mới tổn thương, bởi biết xem nhẹ nên mới vui vẻ, bởi lãnh đạm nên mới thấy hạnh phúc yêu đời. Mỗi cá nhân khi đến cõi hồng trần đều giống như một vị khách qua đường, có rất nhiều sự việc mà bản thân không thể làm chủ được, hà cớ gì phải níu giữ truy cầu. Bởi vậy, xin hãy để mọi thứ tùy duyên. Duyên đến hãy vui mừng đón nhận, duyên đi hãy bình thản bước qua. Đó là lời thứ nhất, tùy duyên. Lời thứ hai là khoan dung. Con người sống trên thế gian không cần việc gì cũng phải thông tỏ rõ ràng. Nước quá trong, nước không có cá. Người quá thông minh, người không có bạn bè. Tranh luận với người nhà, cho dù thắng đi nữa thì tình thân cũng vì thế mà bị rạn nứt. Tranh cãi với bạn đời, cho dù có thắng đi nữa nhưng tình cảm lại bị nhạt phai. Tranh luận với bạn bè, dù có thắng đi nữa, thắng rồi sẽ mất đi tình nghĩa. Tranh luận là lý, thua là tình, tổn thương là tình.
bản thân ta. Vậy thì tranh luận, tranh cãi, tranh hơn tranh thua để làm gì? Mất có được gì đâu. Mất tình nghĩa, mất bạn đời, mất bạn bè, có được gì đâu mà tranh luận, tranh cãi, tranh hơn tranh thua. Bản chất đen sẽ mãi mãi là đen, bản chất trắng sẽ mãi mãi là trắng. Thế nên hãy để thời gian chứng minh cho tất cả. Buông bỏ cố chấp của bản thân, khoan dung độ lượng với mọi người, thì khi hành xử sẽ đắc được nhân tâm. Cái gì nó trắng thì nó trắng, cái gì nó đen thì nó cũng là đen. Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả, cái gì trắng, cái gì đen, cái gì đúng, cái gì sai. Chẳng cần thiết phải biện minh, phải thanh minh để làm gì. Hãy buông bỏ cái cố chấp của bản thân đi, và khoan dung độ lượng với mọi người, thì khi hành xử sẽ được lòng người. Thêm một phần ôn hòa, thêm một chút ấm áp, thì cuộc sống mới thật sự ý nghĩa, mới có thể thấy được sự chói lọi của ánh nắng mặt trời. Chữ thứ nhất là tùy duyên, chữ thứ hai là khoan dung. Bây giờ chúng ta đến chữ thứ ba là bần phú. Bần phú, những người tự hài lòng với bản thân, tự biết đủ làm vui, thì dù ngủ nơi nền đất cũng giống như trong nệm êm chăn ấm. Những người không tự hài lòng với bản thân, không biết thế nào là đủ, thì cho dù có đang ở trên thiên đường cũng giống như ở trong địa ngục mà thôi. Sự phong phú nơi tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Nếu cứ chấp trước truy cầu quá mức, là nô lệ của cái vật chất, thì cho dù có được nhiều đến mấy vẫn cứ luôn túng thiếu. Sự phong phú nơi tâm hồn mới là điều quan trọng. Một cuộc sống thanh bần về vật chất vĩnh viễn không ảnh hưởng tới sự giàu có về tinh thần. Biết mình đủ để ung dung tự tại mới thực là người giàu có suốt đời. Biết mình đủ để ung dung tự tại mới thực là người giàu có suốt đời. Vì một cuộc sống thanh bần về vật chất vĩnh viễn không ảnh hưởng tới sự giàu có về tinh thần. Đó là chữ thứ ba, bần phú. Thứ nhất là tùy duyên, thứ hai là khoan dung, thứ ba là bần phú, và thứ bốn là tính toán. Tính toán mang lại lợi ích cho người, đó chính là thể hiện của lòng nhân ái. Người với người luôn có sự tương hỗ qua lại lẫn nhau. Khi bạn nhường người khác một bước, người khác mới có thể kính bạn một đường. Mang lại lợi ích cho người là thể hiện của lòng nhân ái. Khi nhường người khác một bước thì người khác mới có thể kính ta một đường. Lòng người ta cũng giống như một con đường, càng so đo tính toán sẽ càng trở nên chật hẹp, càng khoan dung độ lượng sẽ càng rộng mở thanh thang. Lòng người ta giống như một con đường, càng so đo tính toán thì con đường càng trở nên chật hẹp, càng khoan dung độ lượng sẽ càng rộng mở thanh thang. Cho nên không nên tính toán với người quân tử, bởi họ sẽ trả lại bạn gấp đôi, lo gì. Không nên tính toán với kẻ tiểu nhân, bởi họ
sẽ gây thêm tai họa cho bạn. Tính với tiểu nhân làm gì? Khoan dung, mặc dù là sự nhượng bộ với người khác, nhưng thực tế là mở rộng con đường trong tâm mình. Đó là tính toán. Lời thứ nhất, tùy duyên. Lời thứ hai, khoan dung. Lời thứ ba, bần phú. Lời thứ bốn là tính toán. Và lời thứ năm, đó là buông bỏ. Buông bỏ. Người xưa có câu: buông đi cho nhẹ nỗi lòng, cho tâm thanh tịnh, cho lòng lạc an. Buông đi cho nhẹ nỗi lòng, cho tâm thanh tịnh, cho lòng lạc an. Hôm nay dù sự việc xảy ra có long trời lở đất tới mức nào, thì tới ngày mai cũng đều là chuyện nhỏ. Năm nay cho dù sự việc nghiêm trọng tới nhường nào, thì bước sang năm đó chỉ còn là câu chuyện của ngày xa xưa. Cho dù đó là việc lớn cỡ nào trong lúc này, tới ngày sau cũng là chỉ là truyền thuyết được người ta kể lại mà thôi. Nếu gặp chuyện không thuận lợi trong cuộc sống cũng như trong công việc, đừng quên nhắc nhở bản thân rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Mọi việc rồi cũng sẽ qua đi. Hãy hít một hơi dài bình thản, vì ngày mai trời lại sáng thôi. Buông bỏ, không nắm giữ, buông cho nhẹ nỗi lòng, nắm giữ chi cho mệt. Rồi mọi việc cũng sẽ qua đi, và ngày mai trời lại sáng mà. Đó là buông bỏ. Lời thứ nhất, tùy duyên. Lời thứ hai, khoan dung. Lời thứ ba, bần phú. Lời thứ bốn, tính toán. Lời thứ năm, buông bỏ. Lời thứ sáu, đơn giản. Đơn giản. Tâm đơn giản, thế giới sẽ trở nên đơn giản. Hạnh phúc sẽ theo đó mà lớn dần. Tâm thái tự do thì cuộc sống cũng tiêu diêu tự tại. Và khi cuộc sống tự tại thì đi tới đâu cũng thấy mọi thứ luôn tươi đẹp. Khi được như ý, hãy coi nó thật nhẹ, đừng đặt nặng trọng tâm vào đó. Khi không vừa ý, hãy nhìn rộng theo hướng tích cực và không quá đặt nặng áp lực vào đó. Được như ý, coi nhẹ, đừng đặt nặng trọng tâm vào đó. Không vừa ý thì đừng quá đặt nặng áp lực vào đó. Hãy nhìn rộng theo chiều hướng tích cực. Suy nghĩ đơn giản vậy thôi. Có rất nhiều điều trong cuộc sống là thật sự có thể buông bỏ, chỉ là trong tâm có muốn buông bỏ nó hay không. Hãy để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên. Chỉ có buông bỏ nó, coi nhẹ nó, tâm mới được thoải mái. Thứ gì là của mình, ắt sẽ là của mình. Thứ gì không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được. Thứ gì là của mình, ắt sẽ là của mình. Thứ gì không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được. Hãy tự nhắc nhở bản thân thêm một chút khoan dung, thêm một chút độ lượng, để vẫy tay và cười chào tạm biệt với những chuyện vui buồn. Thêm một chút khoan dung, một chút độ lượng, để vẫy tay và cười chào tạm biệt với những chuyện vui cũng như buồn. Chỉ cần nhắm mắt lại, sau một giấc tỉnh dậy thì tất cả đều trở thành quá khứ. Đó là lời thứ sáu đơn giản. Thứ nhất, tùy duyên. Thứ hai, khoan dung.
thứ ba bền phú, thứ bốn tính toán, thứ năm buông bỏ, thứ sáu đơn giản, và thứ bảy là phúc họa. Phúc họa. Đời người đôi khi tưởng là họa, nhưng kỳ thực lại là phúc. Tưởng là phúc, nhưng thực ra lại là họa. Tích đức dù không ai nhìn thấy, nhưng hành thiện đất trời đều thấu tỏ. Một người hành thiện, phúc có thể chưa tới, nhưng họa chắc chắn đã rời xa. Một người làm ác, họa mặc dù chưa tới, nhưng phúc đức đã mất đi rồi. Người làm việc thiện cũng giống như cây cỏ trong vườn xuân. Dù không cao lớn, nhưng theo ngày tháng nó sẽ thêm rậm rạp. Người làm việc ác cũng như lấy đá mài dao, nhìn không thấy tổn thương, nhưng lâu dài thì sẽ có. Phúc họa đều không có cửa mà xuất từ nội tâm. Nỗi lo sợ khi làm việc ác không phải bởi sợ người khác phát hiện, mà ở chính bản thân mình biết đó là ác hay thiện. Hành thiện không phải vì mong đợi lời khen từ người khác, mà là để bản thân thấy cao quý trong lòng. Đó là lời thứ bảy, phúc họa. Và lời thứ tám, khoảng trống. Khoảng trống. Khi thành công đắc ý, hãy cho mình một khoảng trống để suy xét. Đừng để sự đắc ý làm mê mờ đầu óc. Khi đau khổ, hãy dành một khoảng trống cho sự an ủi. Đừng để sự đau khổ làm nghẹt thở tâm hồn. Thành công đắc ý thì dành một khoảng trống để suy xét. Đừng có vì đắc ý mà làm mê mờ đầu óc. Khi đau khổ, dành một khoảng trống cho sự an ủi. Đừng để sự đau khổ làm nghẹt thở tâm hồn. Khi lòng đầy phiền muộn, hãy dành một khoảng trống cho sự vui vẻ. Mọi phiền muộn sẽ nhanh chóng tiêu tan, nụ cười càng xuất hiện nhiều hơn. Khi cô đơn, hãy dành khoảng trống cho tình hữu nghị, bởi sự chân thành của tình bạn chính là niềm an ủi lớn nhất cho tâm hồn. Hãy cho bản thân một chút khoảng trống để hít thở khí trời. Lòng tĩnh lặng sẽ cảm nhận được muôn vàn điều vui. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, đọc 8 lời này, sống 8 lời này, con người tự nhiên thấy mình đã có sự thay đổi. Mà bạn nên nhớ, ta chỉ có thể thay đổi mình thôi, không thể thay đổi người khác, cũng không thể thay đổi hoàn cảnh được. Chỉ có bản thân mình là có thể thay đổi được. Mà nếu ta thay đổi được chính bản thân mình, thì sẽ thấy người khác cũng thay đổi và hoàn cảnh cũng đổi thay. Vì ta đã có cái nhìn khác về hoàn cảnh, về con người. Ta đã có suy nghĩ khác về hoàn cảnh, về con người. Suy nghĩ tích cực hơn, rõ nét hơn, sáng hơn, rộng hơn, mở hơn. Và như thế ta sẽ thấy con người và hoàn cảnh đổi thay. Còn nếu ta cứ bắt hoàn cảnh phải thay đổi, bắt con người phải thay đổi, còn ta thì khư khư cố định. Ta là ta, ta là số một, ta là trung tâm. Mọi cái phải quy về ta, mọi cái phải thay đổi theo ta. Hoàn cảnh cũng thế, mà con người cũng thế. Như thế thì cuộc đời bạn chẳng bao giờ
thay đổi để khá hơn lên được đâu. Đọc 8 lời này, thứ nhất là tùy duyên, thứ hai là khoan dung, thứ ba bần phú, thứ bốn tính toán, thứ năm buông bỏ, thứ sáu đơn giản, thứ bảy phúc họa và thứ tám khoảng trống. Bạn sống được 8 điều này, con người tự nhiên của bạn thay đổi. Và chúng ta liên tưởng đến cũng 8 điều này là 8 mối phúc thật. Chúa Giêsu rao giảng nước trời và công bố hiến chương nước trời, không phải mấy chục trang, không phải dài dòng văn tự, không phải rào trước đón sau, không phải chỉ là những lời hoa mỹ, nặng hình thức, nặng trình diễn, mà nội dung chẳng có bao nhiêu. Chúa Giêsu ra một bản hiến chương nước trời rất đơn giản, ta gọi là 8 mối phúc thật. Phúc cho người hiền lành, phúc cho người xót thương, phúc cho người xây dựng hòa bình, phúc cho người khóc lóc, phúc cho người bị bách hại vì nước trời, vân vân. Dường như những cái đó nó đi ngược với những suy tính tự nhiên của con người. Và trong 8 lời mà chúng ta vừa đọc, nó cũng đi ngược lại với những gì mà thường tình ta vẫn nghĩ. Thói đời vẫn sợ là chỉ biết lo cho bản thân, chỉ biết nghĩ đến cái lợi của mình, chỉ biết tính toán cho mình, chỉ biết bo bo giữ lấy nỗi buồn niềm vui, nhất là giận hờn, và suy nghĩ vòng vo, suy nghĩ phức tạp, rồi lúc nào cũng chỉ thấy cái họa về phía mình, mà cứ thấy phúc của người khác là ta khó chịu, và không để khoảng trống tĩnh lặng để suy niệm, để cầu nguyện, mà nhét đầy mọi thứ ở trong đầu óc mình, mọi chuyện trong đầu óc của mình, mọi thứ phức tạp trong đầu óc của mình. Cuộc sống không đơn giản. Như vậy làm sao mà ta thấy được là mình có phúc? Con cái của lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em và thưa các bạn, Chúa chỉ muốn chúng ta, ta đến chiên tra được sống và sống dồi dào. Chúa xót thương con người, dựng nên con người, chỉ muốn con người được sống, sống dồi dào, sống hạnh phúc, sống bình an. Muốn vậy, chỉ có một cách duy nhất là sống theo lời Chúa, lời của Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót trong 8 mối phúc thật. Và suy đi, nghĩ lại những lời đó, cùng đọc 8 lời này mỗi ngày, để xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn ta biết sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho bình an, hạnh phúc cho mình và cho người xung quanh. Lạy Chúa Giêsu, đời người là một hành trình vượt qua, vượt qua bóng tối để vươn tới ánh sáng, là sự sống huy hoàng của Chúa Phục Sinh. Nhưng bóng tối vẫn bàn bạc mênh mang, bóng tối bên trong và bóng tối bên ngoài, khiến tâm con vẫn u hoài thổn thức. Có vẻ như bóng tối che chở con và cho con cảm giác an toàn, nhưng con thấy như mình bị chộp giữ, có nguy cơ nhiều cạm bẫy đang chờ. Để đón nhận và bước đi trong ánh sáng, con phải can đảm bước ra khỏi bóng tối, dù nhức nhối và tội lỗi bị phơi trần, nhưng an vui trong tinh thần chân thật. Nhìn lại đời sống con hàng ngày, vẫn còn chỗ tối tăm chưa được khai sáng, vẫn còn cảnh mù mờ chưa được khai quang, vẫn còn ngục thất chưa được khai phóng, vẫn còn hỗn mang chưa được khai nguyên. Chúa biết tình trạng không tốt nơi con, nhưng vẫn tín nhiệm đặt con là ánh sáng để soi chiếu vào cảnh tăm tối trần gian. Xin tinh luyện tâm hồn con nên tinh sáng, để ước vọng Chúa nơi con được vẹn tròn, dù đời sống con vẫn còn bao hèn mọn,
nhưng vẫn tin nhờ Chúa xót thương. Amen. Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn yêu con. Gian nan thử thách,